Dạ vâng nhá, em tiếp tục về được một đôi Victor AV3 nhá. Hôm trước là có rất nhiều anh khách đặt đôi này. Hôm trước em về được một đôi này nhá. Rất nhiều anh khách đặt đôi này nhưng mà đặt trượt bởi vì những đôi này là thuộc dòng hàng hot, rất hot nhá. Và đây, em sẽ chiếu cái ngoại hình xung quanh để quý vị xem nhá. Đấy. Đấy, mặt trên này. Đấy, mặt hông này. Đấy. Đấy, mặt hông này. Đấy, hông này. Quay dây một tí này. Đấy. Quay đằng sau một tí này. Con này của nó nhá, công suất là 110W, trở kháng 6 ohm. Vâng. Đấy, sau đây. Đấy. Đấy. Đặt ra nhà nhìn mới dễ. Đấy. Đôi này là một đôi gọi là để rất là đẹp. Vâng. Chất âm nghe rất hay và để đẹp luôn. Vâng. Em sẽ đo kích thước của nó nhá. Vâng, đây nha, em đo kích thước của nó nhá. Đấy. Con này tổng bát là 23. Vâng, nhưng mà tính khoảng bát 20 thôi. Vâng. Đấy. Khả năng sẽ là bát 20. Cao là 47,5. Đấy. Cao 47,5 nhá. Ngang của nó là 29. Ngang 29, vâng. Sâu chưa lưới là 23. Vâng, đấy. Công suất của nó là 100W một chiếc và 210W một đôi. Vâng, đấy. Y căng đây. Đấy. Đấy, y căng đây. Vâng. Đấy, y căng đây. Đấy. Quý vị nào lấy đôi này thì xin alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966 594 581 nhé. Dạ vâng. Địa chỉ 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Dạ vâng, em xin cảm ơn. Và hẹn gặp lại quý vị ở video clip tiếp theo của bên em. Dạ vâng. Đôi này về khá là đẹp. Quý vị nào không lấy thì hoặc là mua trượt đôi này thì rất là tiếc nhá. Dạ vâng. Em xin cảm ơn. Quý vị nào lấy thì xin có thể là có hai cách lấy như sau. Một là quý vị có thể chuyển khoản đặt cọc cho em khoảng 1 triệu. Vâng. Hai là quý vị có thể chuyển khoản hết luôn cho em cũng được. Vâng, đấy. Tùy quý vị nào tin tưởng chuyển khoản hết luôn cho em đỡ phải sang bên Viettel lấy tiền, bởi vì mỗi lần sang đấy rất là mệt và mất thời gian lâu lắm. Cho nên một ngày người ta gọi sang lấy hai lần thì có mà em mất thêm mấy tiếng, 3 tiếng còn không có thời gian mà nào. Vâng. Đấy. Em đọc giá luôn nhá. Giá của đôi này là 2.950.000. Dạ vâng, 2.950.000 cho đôi loa này nhá. Dạ vâng. Đấy. Rất rẻ, rất đẹp, chất âm rất hay. Vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở video clip tiếp theo của em.